Vậy thì cho em hỏi, mọi người tất cả ở đây sống lâu dài hơn không, em không? Chắc chắn số 1 là không bằng. Bị năm nay chắc chắn, bị năm nay chắc chắn chưa được 10 tuổi. Con ơi, con biết nói tiếng Việt không? Dạ có. Ba con người nước nào? Ba con là người nước Mỹ. Mẹ con người nước nào? Mẹ con là người nước Philippines. Vậy tại sao con ở đây mà không về Mỹ hoặc Philippines nữa? Vì mẹ làm việc ở đây cho nên con phải học tiếng Việt ở đây. À, mẹ làm việc ở đây nên con phải học tiếng Việt ở đây. Trời ơi trời, chết tôi rồi. Con biết nói tiếng Mỹ không? Dạ có. Con biết nói tiếng Philippines không? Dạ có. Trời ơi, biết ba thứ tiếng luôn đó. Giỏi quá. Ok, ủa bắt đầu chương trình chứ quên, con giới thiệu 2, 3. Xin chào mọi người, mình tên là Swa, mình là người Philippines, mình rất yêu Việt Nam. And? Không rồi. That's all. Xong rồi. Thank you. Xin chào các bạn, mình tên là Swa, mình 7 tuổi rưỡi. Giờ mình sống ở Việt Nam với mẹ. Anh thấy mấy bạn ở Việt Nam rất là tốt bụng, hay giúp con nhà bài tập về nhà của con, rất là hay chơi cá sấu lên bờ. Ở nhà con nói với mẹ tiếng Anh, mà ở trường con nói với mấy bạn tiếng Việt. Swa là một bé rất là năng động, nhiệt tình và vô cùng thông minh. Dù là người nước ngoài, nhưng mà bé đã có thể giao tiếp rất là tốt, đọc được, viết được và hiểu được tất cả những bài học ở trên lớp. Dạ, con thấy khả năng tiếng Việt của bạn Swa cũng tốt. Đôi khi viết cũng hơi sai chính tả, nhưng mà bạn vẫn cố gắng suy nghĩ trước khi viết. Con thấy bạn Swa là một người tốt bụng, dễ thương. Dạ, con với bạn Swa hay chơi bịch mắt bắt dê. Anh có sống ở Việt Nam. Philippines, cháu đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội? Dạ, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh nói tiếng Việt rất rõ luôn. Chắc chắn thời gian ở Việt Nam dài nhất là 7 năm. Đúng không con? Dạ, con không biết. Bây giờ con sẽ nói chuyện với cô chú nha. Dạ. Swa, con ơi, con sinh ra ở nước nào vậy?
Con sinh ra ở nước Philippines. À vậy hả? Rồi bao nhiêu tuổi con mới qua Việt Nam? Cẩn thận, đừng rơi vào bẫy của kẻ địch. Ông hiểu. Đừng rơi vào bẫy của kẻ địch. Chú Kỳ ơi, cái mặt của bé rất là sợ. Bao nhiêu tuổi con mới theo ba mẹ qua Việt Nam? Vì con nói là 3 tuổi con qua đây hoặc là 4 tuổi con qua đây thì mọi người sẽ biết con ở Việt Nam mấy năm. Con hiểu không? Con chỉ cần nói là con... Vậy con cũng không biết. Đúng rồi, cái gì con không biết, đúng rồi. Con ơi, vậy thì con ăn Tết của Việt Nam mấy lần? Con ơi, con có nhiều bạn ở Việt Nam không? Dạ, con có rất nhiều bạn. Bạn thân nhất của con tên là gì nè? Bạn thân nhất của con tên là Hạnh Minh. Bạn Hạnh Minh với con chơi chung với nhau bao nhiêu lâu rồi? Dạ, con không biết. Nè, con dạ hỏi con nè, mới 7 tuổi hình thử ra con rất là hồn nhiên đúng không? Vì vậy cho nên là con không có cần phải dòm ai để mà lung lạc tinh thần của con hết. Đúng con rồi. Nhìn thẳng vào mắt của chú và trả lời với chú bằng một câu rất là thành thật. Khi mà con vô con học trong trường á, con biết nói tiếng Việt chưa? Khi mà con vô con chưa có biết nói tiếng Việt. À, oh. Con học lớp mấy thì bắt đầu con biết nói tiếng Việt? Con không biết. Năm nay con học lớp mấy? Năm nay con học lớp 2. À, lúc 2, 7 tuổi có nghĩa là bé vào học là lúc 5 tuổi. Con ơi, con có học mẫu giáo ở Việt Nam không? Con có học mẫu giáo ở Việt Nam không? Cái lớp mà chơi xếp gặp rồi xếp màu rồi đó. Vậy con không biết. Cái tiếng mà Việt Nam mà con bây giờ đang nói đó là mẹ con dạy hay là trường con dạy? À, trường con dạy. Trường con dạy đúng không? Rồi, thôi con đi vô đi, ngủ rồi. Không hỏi thêm được thông không tin cần gì. Hỏi nữa. Con ơi, mẹ con á làm ở bên Việt Nam bao lâu rồi? Vậy con không biết. Tại vì mẹ ở đâu là con ở đó, mà mẹ ở đâu bao nhiêu năm là con chắc chắn ở đó bao nhiêu năm. Con, đúng không? Con gái ơi, con học tiếng Việt trong vòng bao lâu thì con có thể nói chuyện với mấy bạn được? Là 1 năm, 2 năm hay là 3 năm thì con có thể nói chuyện với các bạn được? Dạ, 2 năm. Ngoài bạn ở Việt Nam ra con có bạn ở bên Philippines không? Con có bạn bên dạ, Philippines không? Dạ, có luôn. Ờ, vậy mà lúc mà con qua Việt Nam á thì mấy bạn con có buồn không? Bị mất đi bạn rồi, có buồn không? Cái này không có liên quan gì đến số năm, số tuổi. Con hiểu không? Rồi. Nếu con có nhiều bạn ở Philippines có nghĩa là cũng qua đi trễ. Không có. Hiểu không? Con hiểu không? Con hiểu không? Các cô ít bạn tức là thôi. Con mới sinh ra là con đã đi rồi. Mà con so many là friend là con ở đó thời gian lâu, con mới move Việt Nam. Chú thì kỳ quá, chú kỳ không, không có liên quan. Bây giờ chú hỏi con cái điều này nữa nè. Nha, con phải suy nghĩ cho kỹ để con trả lời nha. Suy nghĩ cho kỹ nha. Là con học mẫu giáo ở Việt Nam hay ở Philippines? Suy nghĩ cho kỹ, nhìn chú. Học mẫu giáo ở Philippines hay là ở Việt Nam? Ở Việt Nam hay ở Philippines? Việt Nam hay Philippines? Đừng rơi vào bẫy của kẻ địch. Việt Nam hay Philippines? Đừng rơi vào bẫy của kẻ địch. Philippines. Bẫy của kẻ địch. Philippines. Bẫy của kẻ địch. Dạ con không biết. Con bé đó. Trời ơi, bị ảo luôn á. Không hỏi nữa. Wow. Good job. Thank you. Ok. Ok. See you later. Con ơi, câu hỏi cuối cùng nè. Chú Trường Giang á, có làm cho con sợ không? Dạ có. Dạ có. Why? Why? I did nothing. Ôi, anh đừng có làm bé sợ nữa. Why? Em sợ ghê ơi. I did nothing. Why? Ui. Why? Con ơi, con gái ơi, chú Bình có làm cho con sợ không? Đi, mẹ mình đi xuống nha. Đi nè. Why? 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 Yeah. Thưa quý vị thân mến, cô bé đầu tiên mang tới nhiều nụ cười và niềm vui, rất dễ thương. Cũng có thể chúng ta đoán được mập mờ con số rồi.